Evan Schiffer, có tên gọi Việt là Đỗ Thị Thúy Phượng, sinh năm 2003 ở tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. 14 tuổi, cô bị mất hai chân trong một vụ nổ tại Việt Nam. Sau đó, cô bé sang Mỹ định cư cùng bố mẹ nuôi tại thành phố Cathay, bang Missouri của Mỹ. Với những nỗ lực phi thường vượt qua những khó khăn của một người khuyết tật, năm 10 tuổi, Helvin tập bơi và chỉ 2 năm sau, cô được tuyển vào đội tuyển bơi chuyên nghiệp của thành phố. Năm 13 tuổi, cô được đội tuyển quốc gia Paralympic Mỹ tìm đến và cùng đội tuyển Paralympic Mỹ thi đấu ở nhiều giải, mang về những tấm huy chương vàng đồng đội. Hiện Helvin là vận động viên hàng đầu của đội tuyển Paralympic Mỹ, môn bơi lội và đang tích cực tập luyện cho kỳ Thế vận hội dành cho các vận động viên khuyết tật diễn ra ở Tokyo vào năm 2020. Những hình ảnh về cô bé giàu nghị lực Helvin cũng kết thúc bản tin Người Việt Nam Châu của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!